không thấy mến thương. Nếu ta thường thờ vượt và mất lòng tin, thì hôm nay ta đến cửa hết với Giê-xu, trình lên Cha mọi điều xấu xa trong lòng. Chúa nhớ từ thương nhầm lời hoang đơn kia ta, gọi thương và làm sạch lòng hết tội nhớ. Thương nhận thiên liêng